Bây giờ cái bài học tiếp theo mình giới thiệu với các bạn đó là hội chợ chuyên ngành. Cái hội chợ này thì nó thường thường là nó đa nó được cao cấp hơn. Chuyên ngành nghĩa là hàng năm các bạn nghe là hội chợ chuyên ngành gỗ, hội chợ chuyên ngành dược, hội chợ chuyên ngành mỹ phẩm, hội chợ chuyên ngành thời trang, hội chợ chuyên ngành nữ trang, các bạn mà hội chợ chuyên về máy móc thiết bị ngành in, hội chợ chuyên về các sản phẩm kỹ thuật thuật số, những cái dạng hội chợ như vậy người ta gọi là hội chợ chuyên ngành. Họ tổ chức và cái đặc trưng cái mô hội chợ này nó rất là tuyệt vời, là khi các bạn tham gia hội chợ chuyên ngành gỗ, mình ví dụ đi, thì các bạn đến một cái hội chợ đó, hầu như bạn thấy cái bộ mặt 80% của cái ngành gỗ đó, của một cái quốc gia đó. Những cái công nghệ là sản xuất gỗ như thế nào, rồi cái sản phẩm mẫu mã họ làm như thế nào, các cái doanh nghiệp lớn hầu như của ngành đó là họ tham gia hết. Ừ, như là cùng kinh doanh cùng ngành nghề với nhau mà chúng ta so kè với nhau vậy đó. Thì để gì tuy nhiên thông qua cái hội chợ này bạn học hỏi được rất là nhiều, bạn học hỏi từ các cái doanh nghiệp bạn. Cái thứ hai là bạn biết rằng làm sao để doanh nghiệp mình nó nổi bật hơn trong những cái doanh nghiệp khác, nghĩa là về nhà chúng ta phải tìm cách chúng ta sản xuất ra những sản phẩm nó đặc thù hơn, đó là thế mạnh của chúng ta. Hội chợ chuyên ngành này mình rất thích tham gia những hội chợ chuyên ngành này. Mình là khi mà mình nghe hội chợ chuyên ngành là mình hay đi tham quan lắm, bởi vì mình sẽ nhìn được cái tổng thể của cái lĩnh vực đó. Nhiều lúc các bạn làm ở bên lĩnh vực dược, các bạn đâu có hiểu về lĩnh vực nông nghiệp nhiều, thì chúng ta chỉ cần đi hội chợ chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp, các bạn sẽ am hiểu hết, sẽ thấy được cái bức tranh của ngành nông nghiệp nó như thế nào. Và tiếp theo nữa là hội chợ đa ngành. Trong cái hội chợ này thì thường thường là các cái hội chợ vùng họ hay làm là hội chợ đa ngành. Ví dụ như là cái khu vực này là chuyên về nông nghiệp, họ chia cái khu vực kia là chuyên về mỹ phẩm, khu vực nọ là hàng tiêu dùng, ở khu vực A là toàn về hàng thương mại các bạn dùng. Thì cái hội chợ đa ngành này nó giúp cho thu hút được nhiều lượng khách hàng đến hơn. Họ muốn nới rộng cái lượng data khách hàng đến với cái hội chợ hơn, họ muốn phong phú hơn. Vậy thì tùy theo cái lĩnh vực kinh doanh của mình mà các bạn tham gia vào hội chợ chuyên ngành hay hội chợ đa ngành. Cảm ơn các bạn rất nhiều.